shopgazan.com lời bán những tài khoản liên quân Free Fire ngon bổ rẻ. Bên cạnh đó, vòng quay may mắn trị giá 3k kim cương, anh em nhớ ghé vô nhé. Có thể bạn xem One Piece đã lâu nhưng vẫn chưa biết được điều này. Bác Oda chính là một tay đua phân phối lớn cực xịn, với những màn ôm cua bẻ lái cực gắt. Bên cạnh đó là những pha ỉm hàng không ai ngờ tới. Và điều đó đã được thể hiện rõ ràng nhất trong One Piece Chapter 991 này. Mình đọc mà nổi hết cả da gà anh em ạ, chất từng milimet luôn. Trước đó anh em đều lầm tưởng rằng Kimemon chỉ là một nghệ sĩ nhân dân, một thí sinh tiềm năng cho game show thách thức danh hài mà thôi. Trình độ của ông ta chỉ ngang kèo Brook là cùng. Nhưng mà ứ phải như vậy đâu nhé, cho dù bị nhảy cóc 25 trời, nhưng tại hòn đảo Onigashima này, Kim đã có thể đả thương được tứ hoàng Kaido 2 lần liên tiếp. Phát trước là đâm thẳng vào ngực của hắn, và lần này là chém rách mõm rồng. Thực hư ra sao, kinh khủng khiếp hốt hoảng như thế nào? Phải chăng bác Oda búc cho nhóm cửu hồng bao quá đà? Hay là việc Kaido bị lép thê thảm? Chúng ta cùng đến với bản full chapter One Piece 991 nhé. Mọi diễn biến thì đúng như tựa đề của chương vậy. Xin hãy để cho chúng tôi được tử chiến. Cảnh đầu tiên, sau khi nhận ra chân lý, thấy được ánh sáng lịch cuối con đường, D-Jack đưa ra lời đề nghị rằng hãy cho tôi gia nhập liên minh của cậu, Luffy. Anh ta đang nhớ về những lời nói của Kobe trước đó, rằng Luffy mũ rơm, cậu ấy có một sức hút vô cùng kỳ lạ. Mọi người khi gặp cậu ấy đều có một suy nghĩ khác. Cậu ấy có một khả năng đặc biệt khiến cho mọi người trở thành bạn. Và đó như là thông lão chi thuật vậy. Mắt diều hâu, đệ nhất kiếm sĩ cũng đã từng đề cập đến sức mạnh kỳ lạ này của Luffy rồi. Điều đó cho thấy bác Oda đang muốn nhắm vào chi tiết đó. Và nó có tác dụng như thế nào? Sức mạnh đặc biệt nhất của Luffy ra làm sao? Thì mình sẽ làm một video phân tích riêng nhé. Được thôi, chúng ta cùng chiến nào. Luffy đồng ý trong phút 1. Nhà thì phải có đất mới gọi là nhà. Zoro tức tối lao tới chặn đi Jack. Tuy tên thuyền trưởng có đồng ý, nhưng ta thì không nhé. Là hải tặc phải có danh dự và quy tắc riêng, không thể tin tưởng một kẻ dễ lật mặt như bánh tráng vậy. Luffy, ối rồi ôi, có sao đâu, cùng quẩy tưng bừng đi. Zoro, Jimbe và Franky đồng loạt quay sang gắt gỏng. Im đi, tên thuyền trưởng ngáo ngơ này. Trong lúc đó, những samurai Peta cũng phừng phừng khí thế mà lao tới. Họ tin tưởng vào bằng mũ rơm, như lời nói của ông chùm Higozo trước đó. Nhìn Luffy lúc này như một minh vương vậy, một vị thánh. Nhưng chẳng được bao lâu thì họ đã bị hạ gục bởi Pay-1 và Unti. Bọn chúng đã chuyển hóa sang dạng khổng long. Như trong bản spoil thì không hề đề cập đến King hay là anh chàng tóc vàng nào đó. Thì hóa ra Sanji đang chạy theo Luffy, tính lên vỏ mái để hỗ trợ những anh em tộc Minh và nhóm cửu hồng bao. Cặp bài trùng Upshot, Lami cùng xuất hiện. Hai thánh này thì tấu hài cực mạnh. Tuyệt kỹ ngôi sao xanh lá, Upshot bắn thẳng vào người Pay-1. Unti thì mắt đảo như giang lạc, vừa lo lắng cho thằng cu em, vừa muốn truy tìm ra đâu là kẻ lèm đá giấu tay. Lúc sau lưng Lami, thánh mũi dài của chúng ta tự tin lắm, giáp đít nguyên một bài để cá khịa. Hey hey, ta là Lami, ta sẽ trói mi bằng cà vạt, nhảy tưng tưng trên Đà Lạt. Nếu ngoan, mi sẽ bị thương, nếu mà hư, mi sẽ bị phạt, oh yeah. Hai chị em nhà Pay-1, Unti thì cáu lắm. Chúng tức tối sầm mặt, lao tới tính trả đũa cho bõ tức. Thì bộ đôi yếu đuối của chúng ta vắt chân lên cổ chạy mất tiêu. Bọn chúng còn chẳng kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Đậu xanh rau má, đậu phụ tương đen. Chúng nó vừa gạ kèo solo với mình xong mà đã chạy mất hút rồi. Nghỉ hay là chơi đây? Pay-1 bực bội. Có thể nhiều anh em sẽ nghĩ rằng tình huống này rất là nguy hiểm. Đây là hành động chọc chó không đúng lúc của Upshot. Nhưng mà anh em yên tâm đi, Nami, Upshot là một trong những thành viên thông minh nhất của băng. Họ biết dùng cái đầu trong chiến đấu làm sao để đạt hiệu quả nhất. Và trong trường hợp này thì đây là một kế hoãn binh mà thôi, tách lẻ quân địch để giúp cho Luffy dễ dàng lên phía trên để đấu với Kaido. Còn họ ư, chạy trốn và ú tìm là sở trường của chị đại và thánh Upshot rồi. Đến tứ hoàng Big Mom giật đuổi cũng chẳng làm sao nữa cơ mà. Tiếp tới, tính nhân cơ hội đó, dở bài anh hùng cứu mỹ nhân. Sanji lao tới cứu Lami thì đã bị DJ Apple cản lại. Hắn ta là một bài kèn trống đầy điều luyện, như những cô em tại Trần Duy Hưng vậy, ngọt như rót mật vào tai. Luffy, Sanji phải bịp tai lại để giữ bình tĩnh, không bị kích thích. Mồi chài câu khách là phụ, thực chất Apo đang muốn đánh thức đám lumber. Hắn ta là chỉ huy của chúng. Apo nói rằng đám quái vật này không hề cùi mía, chỉ được cái to xác mà thôi. Chúng dễ dàng bị đánh bại như vậy là do bị say xỉn. Lumber hát cha vùng dậy, hắn ta định lém nguyên cái xác to lớn của đồng đội vào phe ta, thì bỗng nhiên nhìn thấy Franky trong trạng thái đại tướng quân. Nó thả tim điên cuồng và lao tới, cứ nghĩ rằng đó là một món đồ chơi cao cấp. Hay là dụ nó ra bên ngoài, tránh những samurai ra, Jinbe bảo với Franky. Anh em nhận ra điều gì đặc biệt chứ? Ở chap trước chúng ta thấy ba tên number đang cầm trên tay chiếc xe tăng,
do Usopp và Chopper điều khiển, thì tên Hatcha này dường như cũng rất đam mê về robot, hệt như Luffy hay là Chopper vậy, hoặc là những đứa trẻ tại đảo Punhazard. Các bạn có hiểu ý mình đang muốn nói tới chứ? Nguồn gốc xuất thân của đám Lumber này cũng xuất phát từ những đứa trẻ được thí nghiệm biến đổi. Và để rõ hơn, mọi người xem lại video phân tích chắp trước của mình nha. Chuyển cảnh tiếp theo, cuộc chiến giữa DJ và anh đầu tảo Zoro. Quả nhiên là DJ Apple của chúng ta là gương mặt vàng trong làng giải hòa, như tại quần đảo Sabaody 2 năm trước vậy, khi chứng kiến cảnh một ông già cậy lớn tuổi có chức có quyền là Kizazu đang đánh người, phá làng phá xóm, ức hiếp một thanh niên trẻ làm nghề bói toán lương thiện, Hakin. Thấy Kizazu đánh người, phá làng phá xóm, Apple hành hiệp trượng nghĩa, anh ra tay giảng hòa bằng giọng ca thánh thoát của mình. Kizazu à, ông đừng nghiện nữa, nhà mình còn gì đâu, còn mỗi con quay tàu, ông đừng có mà phá. Kết quả thì anh em biết rồi đó, lão Kizazu đã quay sang đập cho Apple một trận. Hôm nay thì cũng vậy, tính khôn ngăn hai thằng cu tân binh cùng trang lứa, Roro và Darker thì chúng nó lại quay sang đập luôn mình, cày thế chú lị. Apple quát, mày giỏi lắm, cái thằng thằn lằn kia, người thì bự mà chân thì teo, cứ như củ khoai tây cắm thêm hai que củi vậy. Cái loại tay ngắn mà đò so với tay dài của tao ư, công rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương. Giờ thì mày chung nhóm với đám hải tặc yếu đuối này phải không? Nhớ cái mặt tao đó à nha. Roro, DJ bắt tay nhau để xử đẹp hắn, nhưng Queen mập thịt xuất hiện. Hắn dùng súng máy của mình để lã đạn. DJ khá là sốc khi nhận ra loại đạn mà Queen đang sử dụng. Chúng ta vẫn chưa rõ được loại đạn đặc biệt này có sức mạnh ghê gớm hay là tác dụng quái âm như thế nào cả. Chỉ thấy hình ảnh một ông anh samurai gần đó bị dính phải đạn lạc, xem ra vẻ mặt vô cùng đau đớn, mất hết sức lực. Với chi tiết này, có lẽ chúng ta phải chờ bản full chapter tiếng Việt thì mới rõ được. Nhưng mình cá rằng chắc chắn rồi nó sẽ đặc biệt hơn rất nhiều loại virus zombie đã được sử dụng trong nhà tù Udon. Chuyển cảnh tiếp theo, và đây cũng chính là những chi tiết quan trọng nhất của chapter 991 hôm nay. Trên đỉnh vòm mái Onigashima, những đám khói bốc lên dữ dội, kèm theo đó là hiệu ứng tia điện của những chiến binh tộc Minh. Họ đang chiến đấu theo lối khô máu với băng bách thú. Giác hạn hàn đá bị hạ bởi Leko và Inu trong trạng thái su long. Ngoài vết thương tha thu ba vạch ở trên mắt da, Giác còn bị chém đứt lìa một bên ngà. Đó, anh em xem, cuộc đời của Giác đầu cắt moi khổ vãi lìn. Tuy rằng đã cố gắng hết sức, nhưng cuộc đời anh đầy sóng gió. Đầu tiên, khi mới xuất hiện tình cứu đồ Flamingo thì đụng độ phải chỉ huy cấp cao của hải quân. Leo lên đảo Dâu thì bị voi khổng lồ đạp cho te tua, đến cái lỗi mà, máu me tuê tuét, tì lướt thì đít lở hoa. Giờ thì bị tộc Minh hóa su long trả thù, đập cho như con. Ai, tất cả chỉ tại cái đầu cắt môi nhuộm vàng và vị trí số 3 mà thôi. Kaido đứng ra bảo vệ cho thằng đệ tam. Giác, xin lỗi ngài. Kaido, Giác, người không hề yếu, đơn giản vì bọn chúng quá mạnh mà thôi. Kaido, Giác, một chủ một tớ, kẻ dám dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ chủ nhân, còn người kia dám đứng ra bảo vệ đàn em lúc cần thiết. Điều đó cho thấy Kaido tuy cục cằn, hắn thô nhưng mà thật lòng, rất là tôn trọng những thuộc hạ cấp dưới, những kẻ trung thành nhất. Trái ngược hoàn toàn với mụ Big Mom, kẻ mà dám ra tay với cả máu mủ của mình. Tiếp tới là hình ảnh của hai đại nhân tộc Minh hóa su long đứng dưới trăng tròn, trông vô cùng tuyệt vời anh em ạ. Cảnh này mà lên anime thì chất đừng hỏi nhé. Kèm theo đó là nhạc hiệu lưỡng, đảm bảo bạn sẽ lên đỉnh ngay phút đầu tiên. Và đây là những hình ảnh cuối cùng của chap, chi tiết đặc biệt nhất nhé. Kimemon cảm ơn tộc Minh vì đã mở đường cho họ. Kaido bỏ Giác lùi ra phía sau, dưỡng thương đi. Sau đó hắn cười và chuẩn bị tung đòn tức nhiệt. Kaido, các ngươi nghĩ mình có thể tránh được đòn này bao nhiêu lần nữa? Kimemon, bọn ta không hề có ý định chạy trốn. Kimemon lao tới sử dụng hỏa hồ phái của mình, cắt đôi đòn tức nhiệt của Kaido và rồi chém làm bị thương miệng của hắn. Cửu Hồng Mao thì nói rằng qua rồi cái thời bọn ta phải chạy trốn và ẩn náu. Hôm nay tại đây bọn ta quyết tử chiến với danh nghĩa Samurai của chủ công Oden, và ngươi sẽ đi cùng với bọn ta. Chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn một xíu ở chi tiết này nhé. Nhiều anh em sẽ nói rằng thật khó tin việc Kimemon có thể chém đứt đôi được đòn tức nhiệt của Kaido. Chiêu thức này có thể thổi bay một ngọn đồi lớn. Nhưng bạn có thể xem lại tại chap 672, Kim đã từng xác nhận rằng hỏa hầu phái của mình có thể chém và thiêu đốt, không một ngọn lửa nào tôi không thể chém đứt. Và điều đó đã khiến cho Zoro phải kinh ngạc, tò mò về kiếm pháp của ông ta. Ok, vậy việc tách đôi ngọn lửa của Kaido là hợp lý đi. Vậy còn việc chém đả thương miệng của hắn ta thì sao? Ai cũng biết được rằng Kimemon khá yếu, chỉ ngang cỡ Brook mà thôi, làm sao có thể phá vỡ được lớp phòng thủ bất bại của Kaido cơ chứ? Kimemon là một trong 5 người đã du hành thời gian, ông ấy còn yếu hơn những người ở lại. Bạn Oda đã bút quá tay ư? Để giải thích cho điều này, chúng ta cùng lộn ngược dòng thời gian lại. 20 năm trước đó, khi chạy khỏi pháp trường, Kin là người sở hữu phái song kiếm. Còn ở Ad Bunhazard hay là Dead Rosa,
chỉ dùng một kiếm mà thôi. Ông ấy cố tỏ vẻ yếu đuối. Và ở hai chương đó, Kin không hề gặp một trường hợp đặc biệt nào để phải tung hết sức mạnh của mình ra cả. Mọi thứ về ông ta chỉ là chém một con rồng hay là chạy lông nhông ở Dressrosa chặn lồng chim của Doffy. Vì thế mà sang chương One No Work này, việc Oda để cho Kin tung hết tài nghệ của mình ra cũng rất hợp lý. Lúc này thì Kin và nhóm Cửu Hồng Bao không phải chạy trốn nữa. Họ sẵn sàng cho đại chiến rồi, cho dù có phải chết cũng hết sức tấn công. Mà nói vui vui một điều nữa là ở chap trước, Kin hay là Okiku đã có thể đả thương được Kaido rồi. Vậy thì nay điều đó lặp lại cũng chẳng hề sai cả. Dù Kaido có mình đồng da sắt đến đâu đi chăng nữa thì bờ môi vẫn là lớp da mỏng mà thôi. Cũng như con người chúng ta vậy, việc oánh răng mà gặp phải bàn chạch cứng thì việc bị sức lợi hay là nhiệt miệng cũng dễ dàng xảy ra. Huống hồ ở đây là môi đầu với kiếm. Còn một điều đặc biệt cuối cùng nữa là tuần sau vẫn có chap mới nha anh em. Chapter 991 kết thúc tại đây rồi, mình sẽ cố gắng ra video phân tích chap mới nhanh nhất có thể. Cảm ơn 500 anh em đã quan tâm theo dõi. Bye bye.